Dạ. Dạ, em tranh thủ đi vô mồ của ông bà ngoại mà em thăm o để trừ mày ra. Dạ. Dạ. Đêm nay uống rượu chờ cắn, uống say với bánh thơ hoàng lung linh. Đêm nay uống rượu chờ từ xem rơi câu tăng linh. Tìm đường về thiên công giây phút cặp kề, đưa thoát khỏi cơn mê hãi hồ. Đêm nay dạ chị, dạ. Mày ở mày chi, mày đó. Đó là nghe hai lượng mà thôi. Ngay đúng chứ, đâu được đi. Dạ, chào anh. Dạ, em. Cháu đi đùa. Dạ, chào anh. Ok, chờ nhà bếp này. Yeah. nhà bếp chủ tôi dạy cho nè. Dạ có ra đây này chứ, ra đây sớm lắm khi mà thầy tới làm lễ sực bạc đó, rồi xong rồi tranh thủ đi thăm thắp hương cho mẹ em. Dạ đúng rồi, dạ có ra sớm á. Dạ quay 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 quay
ta mua ông mà viết bọn nhạc ý thế này này, bọn bài thơ mà nói về mấy cái mùa dâu tôi không mà biết đó, ông mà nói về nam dâu bọn mà viết thì xin mời bà Lan. Có được những người con với cháu thanh đạt thì có công lao không rất là lớn cho cha mẹ, và trong đó là những người mẹ, những người bà, à tức là những nàng dâu, những người dâu của họ Nguyễn Huy đó, là các kể cả các chị đúng không? À thì lần xin ngắm bài thơ nàng dâu mua là phải đi quán để anh chắc mua đi. Anh mấy chỗ anh giao kề cả nhà bếp rồi à, nhé. Thôi về đây kìa đó. À, rồi. Dạ mời anh. Dạ mời anh. À, con quay xuống đây. À, chị là dâu của Việt đúng không? Mùa o, xin lỗi. Đây là mùa dâu Nguyễn Việt mà vai lợn vai của ba mình lần này. Anh đang xin giới thiệu cho ai đây chưa? Dạ, khoan để giới thiệu. Giới thiệu cho Lan này này. Đây là vợ thì chú Lưu. Yeah. Đó, vai trên của mình kêu yeah. Bằng Thím. Yeah. Tiếp theo đây là dâu của ông vợ của ông Quy này, dâu của yeah. Hoàng Nguyễn Việt này. Yeah. Kim Vui còn dâu mà biết nè. Còn đây là hai mùa o mà biết nè. Thôi chứ là em xin đọc bài thơ tặng nàng dâu ngoan. Mấy chị đứng kiên nghe. Đây là dâu Nguyễn Việt này. Về đó, bên là vợ chú Kiên, bồn hết. Nàng dâu hiền thục đạm chúng tay gặm gạt dạng sáng nhà chồng kinh trên nhường dưới một lăng việc lớn việc mẹ đều không nề dấu hiền là cướp đất nhà vườn thu ít từ thật là quỷ trần Phật trời chứng giảm lòng nhân bán cho tài lộc tinh thần thành thời Phật trời chứng giảm lòng nhân bán cho sức khỏe tình thân thành hơi lại thêm tài lộc trong đời gia đình hạnh phúc người người quỷ trăng nàng dâu Nguyễn Việt thầy nghe bài thơ đi cờ vui ha. Hay ở nơi ấy tôi đã sống trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau họ đã sống không mùa đông không mùa nắng chỉ có một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống cùng mùa đông, cùng mùa nắng. Có một mùa yêu nhau ở nơi ấy đang dê trắng nhớ như quanh đồi, một mái chân nghèo, một nhà xa hiên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có ngày đàn. Khi xuân lên, phải sợi dây đạc đã đông đầy, buồn cười đắm đầy. Cũng sức khỏe không được bảo đảm lắm cho nên hôm nay ra không được, có nhắn em là ra gặp các anh chị, trước hết là gửi lời thăm hỏi tất cả các bà con và chúc bà con là luôn luôn được mạnh khỏe. Và cái điều ba em có một cái điều rất là minh mẫn tham gia và theo dõi Facebook dòng họ Nguyễn Viết cũng như Tuệ Minh và rất là nhiều từ Sài Gòn tới Hà Nội, rất là biết bà con mình đoàn kết. Và ba chị nhắc rằng là cố gắng vấn đề nhà thờ mình đó thì càng ngày càng khang trang, càng đẹp, uy nghi. Tuy nhiên chúng ta chưa tập trung vào vấn đề quỹ khuyến học. Nhắc bà con mình đó, nên tập trung, cái quan trọng nhất là cái con người. Mà cái con người thì phải đúc thúc cho con cháu học hành để sau này nó rạng rỡ. Đó, ông ba như vậy. Và cũng em cũng đọc trên mạng có một tác giả là Lê Minh Khiêm cũng có ca ngợi về một vị tướng của dòng họ Nguyễn Viết mình. Thì có lẽ là hôm nay em cũng nhân dịp trong này để dịch em xin đọc lại cái lời mà người ta dịch giả để ca ngợi một trong những cái nhân vật nổi tiếng của dòng họ Nguyễn Viết của mình. Thì xin phép các anh yên lặng mật niệm để gửi gắm cái tình cảm này đến với một cái vị
trong dòng tộc của chúng ta. Viết về ông cố Nguyễn Viết Hữu: Thừa Thiên Hân Vận, Hoàng đế ban chiếu, trọng nghỉ, già thì nghỉ hưu, kẻ bề tôi đã trọn vẹn công danh, thượng xứng công lao, bậc vương giả đem hết lòng đại ngộ, ban khen tỏ rõ, rạng rỡ quê hương. Nay người là đề đốc hầu bố Nguyễn Viết Hữu, nguyên giữ chức thống chế ở tứ vệ thuộc kinh binh Kim Xung Hộ Thành, chí mạng tung hoành, tinh thông binh nghiệp, nghiêm cẩn cung kính, mạnh mẽ cứng cỏi, lòng trung duy nhất, quân doanh từng nổi tiếng mưu cao. Nguyên lão thơ khen, bề rồng đã bao lần ấn sủng, đúng là lão trưởng phu, trông vẻ rắn rỏi phương vi, vẫn giữ vững cái oai của nhà võ. Chẳng vì tháng năm giông ruổi, đau làm suy sức khỏe tuổi già, nghĩ đến bậc lão thần nên ban ơn đặc biệt. Chuẩn thăng thủ tráng vụ tướng quân đô đốc, phủ đô đốc, cho về quê nghỉ hưu, chiếu theo đó mà cấp hưu bổng. Ban cho tờ cáo mệnh này để xin sang áo mũ, theo đường riêng mà chúng gậy về quê. Hào kiệt trở về, chớ nói chuyện cũ ở Bá Lăng, cưỡi lừa ung dung, rong chơi trên mặt hồ lòng gió. Kính thay, ngày 4 tháng 5 năm Duy Tân thứ tư 1911. Đó là người ta dịch giả cái lời ca ngợi của ông vua Duy Tân cho ông cố là Nguyễn Viết Hữu. Đã qua đây em cũng muốn đọc để thay rằng chúng ta rất là tự hào dòng dõi Nguyễn Viết. Hôm nay các anh chị ngồi đây đã đồng lòng hội họp, thì nguyện vọng của tất cả những cái bậc lão bối còn lại, trong đó có Nguyễn Viết Ô, muốn rằng anh em chúng ta đoàn kết và thực hiện những nguyện vọng của ông bà tổ tiên để lạc đời sau này. Và bây giờ là